trở lại với kênh của Duca TV. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ làm một thử thách. Anh em chúng tôi sẽ chia làm hai đội và thi thử thách ăn nhanh. Chúng tôi chuẩn bị một số món đây để làm thử thách này. Chúng tôi chia làm hai đội. Bây giờ sẽ thử thách ăn nhanh. Ở đây chúng tôi có mì này, mì nóng này, kem lạnh này. Đây có trứng này. Đây có bỏng gạo, bánh mì, nước lọc và Coca-Cola. Đấy, ai ăn xong thì phải huýt sáo các bạn nhé, huýt sáo như này. Mỗi ăn một món xong, ăn xong một món thì phải huýt sáo. Đội nào xong trước thì sẽ được giải thưởng. Và giải thưởng của chúng tôi ở đây sẽ là 1 triệu đồng dành cho đội nào. Đội thua sẽ phải trả. Chơi nhá, chơi nhá. Anh em tôi sẽ chuẩn bị nguyên liệu để nấu mì để xong để triển khai các bạn nhé. Các bạn theo dõi nhé. Và hôm nay sẽ là cuộc thi ăn nhanh của Tứ Đại Anh Hào, Tứ Can TV. Để đảm bảo tính công bằng, chúng mình sẽ quạt tù tì và chia đội. Chia bây đội giờ chúng ta sẽ đội khoảng đội thế nào? Bây giờ anh em chúng tôi sẽ quạt tù tì nhé. Đội anh em nhá. Nào, 1, 2, 3. Lại, nếu muốn thế lại bây giờ phải nào. Không, thằng này ra trước chứ. Loại thằng này xong tí nữa kiếm một quay thôi là anh em sẽ tìm tim của nó, sẽ tìm đồng đội cho ông Trương. Nhanh lại. Rồi bây giờ anh em mình thằng này thua rồi không tính, anh em mình thằng nào thắng về đội Trương. Thằng nào 1, 2, 3. Anh em mình một đội. Anh em đã chia được đội rồi nhá. Anh em mình vào cuộc thi nhá. Vâng, thưa các bạn, thì bây giờ chúng mình sẽ chuẩn bị thực hiện cuộc thi. Và bây giờ sẽ từng người lần lượt ăn từng món từ trái sang phải một. Và khi sau mỗi lần ăn hết một món, rồi huýt sáo này. Chết, mắc hơi không huýt sáo được. Đấy, phải như thế thì người tiếp theo mới sẽ được ăn. Và mình sẽ là người bấm giờ. Và bây giờ thử đây, đồng hồ để đây sẽ được chuẩn bị bắt đầu. Đây là thời gian bấm giờ. Đây mì là cho sẵn nước sôi rồi anh em ạ. Cho sẵn rồi. Đầu tiên là tôi sẽ ăn trước, xong rồi lượt thằng Quyết ăn kem, sau tôi sẽ ăn trứng, Quyết ăn bánh mì, tôi ăn bỏng, Quyết uống nước lọc, cuối cùng tôi giải quyết chai Coca. Anh còn thế mà chết được. Vâng, và bây giờ anh uống Coca nào. Xong chưa? Đấy, các chú sẽ xong chưa? Có thể bàn bạc nhau. Xong chưa? Xong chưa? Rồi, phần thi của đội Xỉu Nhi. Nào. Bắt đầu. Vâng, và vì thử thách hôm nay anh em chúng tôi đã phải nhịn cơm và không ăn cơm trưa. Trứng mắt nhá. Sao trứng mắt nó bắp thì lăn nữa, nó mà ăn mới được bao chứ. Nhanh lên, sắp thua rồi. Một phút rồi, nhanh lên. Nhanh lên. Vâng, thời gian đã trôi qua được một phút rồi. Hít sáo nhá. Hít chưa, xong chưa. Hết mì anh. Chưa. Mỏng quá. Ghét ở tận cuối lên thế nào? Hết rồi. Rồi, hết mì. Đơ. Hít sáo. Đứng đặng lên ăn.
giúp nha. Vi phạm. Đã được như vậy là đội Sửu Nhi đã thi đấu được khoảng độ 3 phút rưỡi các bạn ạ. Và đang đến mốc thứ 2. Nào, quyết đấu cố lên. Nhanh lên em. Mà thôi, từ từ thôi, 1 triệu là của bọn anh mà. Anh muốn chụp cứ từ từ. Không phải vội. Nhanh lên. Cao hơn nước mì á. Đấy, được cao hơn nước mì. Cứ từ từ mà uống. Tân đi, ăn tân. Đây làm hụt. Thử thách vẫn còn rất là nhiều, như vậy là còn 1 này, 2 3 4 5 6, 6 món nữa. Cố lên. Nắm chưa? Từ từ bình tĩnh. Thằng Trương kìa, để trứng xuống. Huýt sáo. Thằng nghèo. Tôi hãy trứng mọi người. Huýt sáo đi. Đâu, chồng, lên nào. Chưa được. Đừng ăn cả vỏ, đây không ở đây xa bệnh viện lắm đấy, đừng ăn cả vỏ. Cố lên. Mồm đâu, không được bóc vỏ, bóc là vi phạm quy. Mồm đâu. Ngạo á. Đi sao đi. Mồm đâu. Rồi, tiếp. Nhanh lên. Uống nước vào trong phôi. Kéo mà nghe. Ăn từ từ đấy, ăn bệnh viện xa lắm. Từ từ. Đứng thẳng lên ăn, không cậy thế ăn. Mạnh mẽ lên. 5 phút buồn về. 6 phút à. Dần tớ. Con phải huyết giáo nữa. Rồi, tiếp tục. Vâng, hai tay nắm rồi. Anh hai tay nắm rồi. Ui, nước lọc nữa vãi. Từng cái mồm à. Vâng, trước lúc tham gia cuộc thi của chúng tôi thì các anh đang trong tình trạng rất là đói. Phải đặt xuống, không được cầm sẵn. Không nào hết. Vâng, toàn các anh mồm cá não, nó phát hết cả cục. Hết rồi. Được, còn phải hít sao nữa. Hít sao đi.
nước lọc này uống mùi chết đấy. Câu ca em gọi cũng khó này. Tí nữa chân, tí nữa chân. Rồi, biết sao, biết sao. Chưa được, chưa, rõ vào. Chưa, phải rõ vào. Thôi, sao được, được, được. Nào, tiếp tục. Sau đây là tránh ra không nó nhổ cái vào mặt đấy. Này anh em mình thua. Chết rồi. Đây anh nôn. Ui chết. Chết tao rồi. Ok, tiếp tục phần thử sức cuối cùng. Nào, cố lên. Uống đi, uống đi, uống đi, uống đi. Cục cả nè. Tơ, bình tĩnh. Hết cả giá máy của tôi rồi. Mấy phút rồi. Mở được máy. Không được đổ, không được đổ. Rồi, 8 phút 30 giây. 8 phút. Bụng nó to, nó uống kinh lên. Không sao. Chưa hết đi. Chưa. Rồi, nào mồm đã không? Đúng rồi, thằng ơi. Đúng. Đâu? Hít sao. Rồi, bao nhiêu, thời gian bao nhiêu? 9 phút 1 giây. 9 phút 1 giờ là một thi của hạ đội này là Cùi Bắc anh em ạ. Bây giờ là anh em tôi bắt đầu nhá. Có người yêu. Anh còn đang anh còn đang sợ thế đấy này. Nhanh lên. Ôi trời ơi, cần 2 phút rồi mới trả được hết bát mì. Anh đi, cố vết sạch nha, cố vết sạch ạ. Không, không chơi bẩn, không chơi bẩn. Nè, không chơi bẩn. Chơi bẩn là mất 5 lít đấy. Nhanh lên. Biết thế em thua rồi, em ăn cho xong. Mẹ ngồi chờ suốt từ nãy đói quá đây này. Nhanh. Chưa hết. Cúi xuống cho mọi người xem. Chưa hết. Ăn vét sạch đi. Vét sạch đi. Kem. Về luôn cái này, bỏng không thể nào nuốt được. Trời ơi. Nhăn mặt. Từ từ rồi. 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 Từ từ rồi.
Cho không biết giờ quên mất lúc nãy lại cứ ngược lên.
sáo nữa mà. Sáo nữa mà. No. Ây! Nào, tu hết ra ngoài rồi. Từ từ, chết táo đó. Từ từ. Mày mẹ lên chàng trai. Nhiều quá hai. Tà vút ba tư. Từ từ, ôi tà vút ba tư rồi. Từ từ. Trời ơi, mình chưa rồi. Anh em nào xem video này nhớ like, share và đăng ký kênh của anh em tôi nhé. Tạm biệt anh em. Bye bye.